Đây là set 3 gram salam mới toanh từ Savaron Việt Nam. Mọi người có thể thấy, thiết kế vỏ túi và hộp vẫn theo mẫu Savaron Salam hiện hành, nhưng bên trong sẽ có những khác biệt bất ngờ đó ạ. Bên trong thì có 3 hũ 1g Savaron Salam như thế này. Kiểu chia thành 3 hũ 1g để khách hàng có thể tiện mua chung này, hoặc là bóc từng lọ 1g để sử dụng. Mình dùng đến đâu, mình khui đến đó, dễ dàng để bảo quản hơn và giữ được chất lượng của Savaron một cách tốt nhất. Tiếp theo, không thể không kể đến hộp quà mới toanh của Savaron Việt Nam. Khi mua một set 3g salam thì mình sẽ được thêm 1g salam cùng loại, được đựng trong hũ hoa trắng có họa tiết hoa nghệ Tây xinh xắn như thế này. Mọi người xem, đây là hàng tặng và không bán nha. Vậy là mình mua 3g được hẳn 4g rồi. Không những được tặng thêm 1g Savaron Salam đâu, mua set 3 còn được thêm một hũ trà hoa thảo mộc nữa. Các bạn có thể chọn trà hoa cúc hoặc trà hoa nhài nha. Mình thì thích hương thơm thanh và nhẹ nhàng của trà hoa nhài. Khi trà hoa kết hợp với Savaron thì hương thơm của bình trà sẽ thêm bội phần tinh tế và thanh tao. Với set 3g như thế này thì mình có thể chăm sóc sức khỏe từ 3 đến 4 tháng hay dùng cho cả gia đình, tiết kiệm vô cùng, quá xứng đáng để sinh về đúng không?